Alo, nghe rõ Rồi, rồi nghe rõ, tôi trả lời rõ nhất. không? Không, tại Con. không có, tại cái này tôi không biết, tôi mới hỏi. Không không, Hồi tôi trả trước lời. để Rồi. Rồi rõ nhất. đầu tiên là cái cầu dây văng mà cầu Cầu treo á, thương kêu là là cầu 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 thương. treo á, Không, cầu dây văng ở nói Việt đúng Nam kỹ á, thuật. là ai làm? Rõ nhật, nhật là nghe rõ chưa? Ai làm cái Nhật, cầu đó? Nhật Bản. Nhật Bản. Nhật Bản hả? Đúng rồi. Nhưng mà Là cầu Cần Thơ. ủa Là cầu Cần Thơ. Nhật Bản, Cầu Cần Thơ. Đúng. Nhật Bản đầu tư, Nhật Bản vẽ của Đúng, ai? nhưng mà tôi chứ phải là tất cả là đều Nhật Bản mà nói. Công nhân, người ta thuê công nhân Việt Nam làm, các công ty cùng làm với người ta, nhưng mà do tất cả người ta đầu tư và người ta làm thôi. Rồi, cầu Cần Thơ, tôi nói là cầu Cần Thơ, nghe rõ chưa? Nhưng mà không nghe rõ thì Không, tôi chỉ hỏi anh thôi. Đầu tiên ở dưới Việt Nam mình á, là cái cầu dây văng á, đầu tiên á, cầu treo á, là ở ở là cái cầu gì? cầu Cần Thơ do Nhật. Cầu Cần Thơ Vâng. hả? Alo, Đúng rồi. cái cầu Cần Thơ là cái cầu Ủa Cần vậy Thơ là mà. cái cầu mà là cái cầu dây văng đầu tiên ở Việt Nam phải không? Vâng. Không, tại cái này mình không biết mình mới hỏi. Thì đã trả lời gì đâu mà. Hả? Là Khổ cái quá cầu bây Cần giờ Thơ này. là cái cầu. Không phải, Rồi bây đúng giờ rồi. không không phải, mình là người yêu nước thôi. Nhưng mà tôi hỏi ông anh á. Không. Mình hỏi ông anh á là cái cầu dây văng đầu tiên á, cái cầu treo Không, đầu những cái tiên ở cầu Việt dây Nam mình á. văng. Không, không, cái cầu treo ấy thì khác nhá. Cái cầu treo ở Nam Thì Định thì cầu khác nhá. Quê tôi Nam Định. cái cầu treo á, giờ tôi kêu cầu treo á là ở Việt Nam á, là ở tỉnh Là cầu thành nào treo làm Nam Định. trước ở Việt Nam Ở hả? Nam Định. Hình như do Nam Định, hình như do Trung Quốc đầu đầu tư ấy. Thời gian Nam Định. Cầu 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 treo treo Nam Định. mà có xe chạy lên á, cầu Thì ở treo Nam dây Định. văng á, cái loại mà hiện Thôi đại nhất rồi. thế giới á là ở đâu? Cái loại hiện Ở đại đâu làm là ra cầu trước? Ở ở ở là cầu đâu Cần mà Thơ. xây được cái cầu ra trước ở Việt Nam? Khổ quá. Nó đi Khổ lại cái thôi gì mà rồi xỏ khổ? xuống. Đồ mẹ, tụi bay Đất ngu chết mẹ. con đĩ mẹ luôn à. Đồ má mày ở nước. Đấy. Cho nên là cái bọn các bạn thấy cái hình của người ta như thế rồi, xin mời Hiền Mai. À, Phụng lên chờ anh một tí xíu nhé. Anh mời Hiền Nam Mai lên một tí xong rồi mời Phụng lên. Đấy, những người dân chủ đấy. Thấy không? Dân chủ quậy đấy. Khổ lắm nó trả vờ. Nghe chưa? Anh, xin Rồi, chào cả nhà. xin chào. Anh Thì vừa ơi, nãy, rồi. Không, cố tình mình đập bây phá giờ, anh. ở cái kênh này, đấy, anh nói em ấy, cái kênh của anh mời tất cả mọi người. Thì đấy chứng minh đấy, những người dân chủ Việt của Việt Nam đấy, sau này người ta muốn đứng lên lãnh đạo Việt Nam đấy. Đấy, là những người như thế thì mọi người dân Không xem anh, là anh ơi, đó. anh không nên đối thoại với những con người như vậy, bởi vì mình đối thoại để mình xây dựng chứ không phải mình đối thoại để mình để nó phá mình. Mà nó đã phá mình Không. thì tốt nhất anh không tiếp xuống. Đúng. Thì đấy, khi bắt đầu thấy phá cái là mình tương xúc ngay. Vâng. Nên mình đối thoại Đấy chứ. cùng nhau, ok. Hỏi trả lời ok, nhưng mà bây giờ nó bắt đầu nó Chắc phá, là bây giờ dở cái giọng mà ba cô ấy đẩy xuống dễ mà em, mình chỉ anh sẽ vâng xử lý được tất cả những trường huống đó rồi. Xin mời. vâng vâng thế bây giờ ở trên diễn đàn là em lại hỏi ngược lại một câu, nói một câu là cái cầu mà sau khi bố mẹ nó đau bụng thì nó gọi là cái cầu gì, cái cầu của nhà nó ấy. À đấy, đúng rồi, cầu tiêu. Thế anh trả lời cho nó nhanh, mà cái cầu bố mẹ sau mày sẽ đau bụng ấy đấy, mà hỏi với bố mẹ mày sao mày lại bảo mày giới thiệu là người Việt Nam, mày mày như trên trời rơi xuống thế. Nó định phá diễn đàn Đúng của rồi. anh, em thì nên em cảnh báo, em xin anh lên để em cảnh báo nó thôi. Không thì Anh ạ, à, anh mời anh nói anh thật lên em lên nhé, đi. anh biết ngay khi mà anh thấy cái avatar của nó chỉ xuống đường, thấy chưa, thì anh chỉ bời nó lên như nào thôi, anh biết ngay, anh nhìn cái Vâng avatar nó vâng. xuống đường ấy rồi, ok. Nhưng Vâng mình vâng mới vâng vâng. thấy qua đây nhé, anh mới nói với Huyền Mai và tất cả các bạn đấy, mình chứng minh một điều đấy, cái bọn dân chủ quậy ấy, những thằng ấy dân chủ quậy ấy, sau này nó xuống đường ấy, sau đó có nó định nó là tổ đảng cộng sản, mà những thằng này lên làm lãnh đạo Việt Nam ấy, thì xem cái Đúng tất rồi. cả bà con xem, thì xem là cái loại này thì nó như thế nào, đầu óc nó ngu si đần độn,
như thế mà nó đòi xuống đường sau này coi như nó làm lãnh đạo Việt Nam thì các bạn xem như thế nào. Thế thôi, mình có cách chứng minh vào đấy, chứng minh đấy, không có vấn đề gì Vâng cả. vâng. Ờ, em Vâng. tin anh đi, anh làm Vâng chủ vâng được diễn vâng. đàn. Ok. Vâng. Anh cứ cho xem số điện cho anh lên, đã cho mời anh lên lên đi ạ. Em chỉ nhắc Rồi, nhở là ok, anh. nói AQ này, mình đã mời AQ rồi. Cho nên mọi người thấy AQ và biết AQ rồi, chứ không phải chưa mời AQ. Cho nên nhưng mà AQ vừa rồi nhá, có một cái tư tưởng nhá, không thể duyệt được bây giờ với kết luận AQ là bên cờ vàng. Thấy nhá. Rồi bảo mọi người đi, biểu tình đi, ngày 14/9 AQ về luôn đi. Thấy nhá. Rồi người về rồi là an ninh Việt Nam gom một thể. Đúng không? Không mời AQ. AQ lên rồi người ta biết tư, người ta biết AQ rồi, khỏi lên. Và không bao giờ mời AQ nữa. AQ đã lên diễn đàn rồi. Rồi xin mời bạn nào đây? Để muốn. Rồi xin mời Phụng Liên trước, anh Thanh Thanh chờ chút xíu nhé. Rồi đã mời Thanh Thanh. Một ngày đẹp trời nào đó anh Bằng coi như lúc ấy bắt đầu thì may ra với mời AQ. Rồi xin chào. Alo, chào anh Thấm Bằng nhá. nhuần tư tưởng của Phụng Liên, hiện nay không mời AQ nữa. Anh Đấy. em Về biểu chào tình anh đi, Bằng, AQ chào tất về cả mùng anh 4 chị tháng 9 em đi, bọn anh làm việc luôn. diễn đàn anh em yêu nước thôi, còn ba que là không bao giờ em chào. Và em nói với anh Bằng là thật ra thì với bọn ba que thì không thể nào cải tạo được nó. Anh cũng không Đúng nên dân chủ quá, bởi vì nó không dân chủ đúng nó lên đây xong anh thấy nó nói bậy thế mà. Lẽ ra là mình không phải nói bậy đâu, nhưng mà vì nó nói bậy nên mình lại phải chửi bậy. Đấy. Anh thì không chửi nhưng em là em phải chửi, bởi vì rõ rồi, ràng em là đây chửi là thoải mái, em cứ chửi đi, tối ba que em cứ chửi thoải em báo cáo, em mái. chỉ nói với anh bằng một câu này, qua những cái sự việc này thì tất cả anh em mình yêu nước cũng phải có một ý kiến nhất định lên chính phủ, lên nhà nước. Thứ nhất là phải tăng những cái tình tiết tăng nặng đối với những cái kẻ phản bội Tổ quốc, xuyên tạc. Cái thứ hai là vận dụng cái điều 25 hiến pháp, mình lập hội, nhà nước cho mình lập hội chống lại bọn phản động anh ạ. Thì bắt đầu Nam Bắc coi như di chuyển luôn, không cần nhà nước, anh em mình sẵn sàng, kể cả là với tấm lòng không cần gì cả, chỉ cần cho mình cái khung pháp lý nào để chọi bọn này, xem bọn này nó tuổi gì, không cần phải nhà nước nhé. Em nói với anh cái bọn này chỉ Tôi cần một hoàn thời hiệu tôi triệu. và Ngô Hiền Mai ở đây hoàn toàn đồng ý. Thấy chưa? Vâng, Cho mình thành lập những hội yêu nước để ví dụ mình xem thành lập một cái hội yêu nước, mấy thằng biểu tiền anh tình em mình tự chúng nó đóng ở yêu góp, nước, mình thành lập một hội yêu nước xem chúng nó như nào. Thấy chưa? 5 phút thì sau chúng nó tôi nghĩ là đang thành lập vi hội phạm đấy là pháp đông luật người tham gia đâu. anh ạ. Nó Vâng. vi phạm pháp luật là trong cái điều hiến pháp, điều 25 hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho phép lập hội, mà Đúng hiện nay cái phép lập hội là rất nhiều rồi rồi. anh ạ, chứ chưa phải ra một cái luật để hướng pháp luật hướng dẫn về cái lập hội đã có. Thì bây giờ cái hành vi mà đi biểu tình gây rối trật tự là vi phạm pháp luật, thì thành lập cái hội chống lại cái bọn phản động này, duy nhất chỉ phản động thôi anh ạ, để tiêu diệt chúng nó, phải tiêu diệt chúng nó. Mà bây giờ không có đàm phán, em quan điểm không nói chuyện, không đàm phán, lên chỉ có lên án và tuyên truyền những người bà con mình trong nước để hiểu rõ thôi. Còn cái bọn dân chủ quậy mà cũng tuyên truyền rồi, ra mặt rồi là phải có thái độ, dứt khoát là phải có thái độ, thành lập ra hẳn cái hội Bắc Trung Nam anh ạ. Em Cho nên nói là nếu mà rồi xin lỗi Phụng Liên, mình nói với đấy, bây giờ đấy, có một cái số bọn dân chủ quậy và bọn chống cộng cực đoan ở trong cái kênh này mới thấy kệ cái nó, hôm vâng Việt Nam đội tuyển gọi là U23 Việt Nam ở ASEAN Indonesia vào bán kết, thấy không, lòng dân như thế nào đấy mới là lòng dân, chứ còn mấy cái thằng chúng mày bảo kêu gọi biểu tình hoặc chống chế độ nọ kia đấy là lòng dân à, lòng dân mới là như thế, chúng mày nhìn thấy không, cho nên chúng mày em mẹ nói với toàn là. anh bằng với cả anh em trên diễn đàn này, bản thân chính chúng nó đang chống phá nhau, thằng nọ thì đang phản đối thằng kia. Chính cái bọn thứ nhất là nó có ba cái nhóm người, một là cái bọn gọi là mạnh nhất hiện nay là nó đang có của thằng Nguyễn Hữu Tránh, nó chính là cái bọn hiến pháp, chính cái thằng hiến pháp là của Nguyễn Hữu Tránh, nó âm thầm nó làm. Còn cái bọn đảng gọi là của bọn thằng Tân Thái ấy, là cái thằng Triều Đại Việt, là bọn khát máu đấy. Và một cái đấy còn cái đảng Việt Tân tựu chung là chúng nó, nhưng mình phải biết rõ là chúng nó vẫn chia ra làm như kiểu cái vòi bạch tuộc ấy, người dân trong nước mình không hiểu, mỗi một người đi ra một hướng để nó chia rẽ, tức là người này không nghe theo hướng này thì người này theo nghe theo hướng này
Đấy. Cho nên nó đang lôi kéo cho nên anh em mình là những người yêu nước thật lòng, không vì gì cả, phải có những tiếng nói thật sự, kể cả là công sức, kể cả là tính mạng, kể cả là của cải, đó là tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam không quan trọng anh Bằng ạ. Đúng rồi. Đấy, để làm gì, nếu không nó sẽ xâm phạm đến an ninh, rồi một cuộc sống một ngày sẽ xảy ra chiến tranh thì con mình phải đi, cháu mình phải đi, lúc đấy đất nước lại vất vả, bởi vì bọn này nó không bao giờ nó xây dựng quê hương đất nước cả, kể cả nó có trí tuệ, nó có trí tuệ thì nó lại phục vụ bọn ba que, cho nên là cái trí tuệ của bọn nó không được mở ra, bởi vì bọn ba que chỉ là một cái lũ buôn hận thù bán hàng giả. Đúng. Mà nó đã chống phá nhiều năm nay nó có được đâu, nhưng nó cố làm đấy, cho đến đời F2 như thằng AQ, luận điệu của thằng AQ không thể chấp nhận được trên các cái diễn đàn, anh em cho nó ngồi nghe, còn nó cảm thấy không kinh nghe, nó biết nó về với Tân Tái, nó về với Ben Đi Trương, đấy là chỗ của nó. Đấy. Mà theo như em nói với anh là diễn biến là em bắt được là thằng AQ chính là đệ tử gần trợ lý quan văn đấy, mình cứ gọi ngày trước triều đình nó có quan văn quan võ, thì thằng này nó là bên hệ thống quan văn chuyên đi nắm bắt rồi rình mò xong rồi quay về để đưa ra những cái kế sách để một vào diễn đàn anh em mình lái đi, hai là nói chuyện với anh em trên diễn đàn nhằm chia rẽ, ba là lôi kéo. Đấy, cho nên mình phải hiểu bản chất chứ, cho nên chúng mày đừng tưởng bọn tao ngu, riêng dân Việt Nam này người có thể là người ta đã nói rồi mà. Ra ngõ gặp anh hùng nó là bản chất chứ nó không phải cần phải đi học như chúng mày đâu, nhưng cái người Việt Nam nó hơn chúng mày là có văn hóa. Cái văn hóa của người Việt Nam là văn hóa ông bà cha mẹ, văn hóa trước sau, văn hóa ăn quả là biết nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn, nó không như cái bọn nguội. Bây giờ nhá, nói với một số bạn ở dưới này này, hiện nay ở Việt Nam không phải là có không thành thành lập hội, rất nhiều hội nhá. Vâng. Hội phụ huynh, hội đồng hương tỉnh, huyện, xã, hội đồng vũ, rồi là đội hội nội kia, mình thành lập những hội mà có lợi cho đất nước Việt Nam, nghe chưa? Thì nói chung nhà nước vẫn cứ không phải là tạo điều kiện, nhưng mình anh em mình vẫn cứ tập trung vào được, đúng không? Để mình ở Việt Nam, tôi nói các bạn nhé, tôi nên và tất cả các bạn đang tham gia phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh và trật tự xã hội, không có một cái gì là nó đi ngược lại chính sách của Đảng và nhà nước ta cả. Cho nên anh em yên tâm, mình bảo vệ cái chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đúng không? Mình tuân thủ toàn bộ theo cái hiến pháp và pháp luật của Việt Nam thì mình không có ngại một cái gì cả. Đấy. Báo cáo anh Bằng là cái chính là cái điều 25 hiến pháp là thực hiện rất nhiều quyền ở trong đó rồi. Nó chỉ có bốn cái biểu tình là chưa ra luật thôi. Chứ còn lập hội, tự do ngôn luận quá chứ, không tự do ngôn luận mà chúng mày suốt ngày chúng mày ra giả, chúng mày chửi đảng, chửi chính phủ, chửi các thứ à. Đúng không? Nếu mà không thì chúng mày đã bị bắt rồi. Cái chính là em nói với anh là mình phải thành lập ra cái hội mà anh nói là có rồi. Nhưng cái hội này là cái hội đặc biệt, chuyên trách chỉ có anh ba que mới phản động, mới dân chủ quản. Chỉ có những kiểu đội đặc nhiệm thôi, chứ không nhiều vấn đề, nó không đi vào đường lối. Ông cứ thành lập những cái hội mà ông bảo vệ cái chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, ông thực thi đầy đủ những cái pháp luật và hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì các bạn không có ngại gì cả, đúng không? Còn em nói anh Bằng này, anh nói với anh em trên thế là nói với mấy thằng ba que, gọi vài ba thằng ba que này, tao không phải là đảng viên nhưng tao là người dân đang bảo vệ chế độ cộng sản, thế thôi, tao là cộng sản, còn tao không là đảng viên, không phải là đảng viên mới là cộng okay, sản. Ok, vâng, nhá, em xin mời. Dạ vâng, thì anh em chỉ cần nói vài điều thôi, còn anh có thể mời ai lên diễn đàn vì diễn đàn nó đông. Không, vì anh Trần Thế Linh anh muốn lên thì em cứ nói một tí xíu khoảng 5 phút nữa được. Em thì em báo cáo anh là chút nữa thì mai thì em đón Quốc Dũng đi thăm đất tổ. Em sẽ mời Quốc Dũng ở đây. Rồi. Vì là đáng nhẽ là sáng mai là Quốc Dũng lên, thì lên em đưa Quốc Dũng đi thăm đền Hùng. Vì anh ấy cũng ở trong miền Nam xa xôi ra đây. Chỉ là tấm lòng thôi để cho các anh em ra biết được em, biết được cho chúng nó. Em thì thật sự anh Bằng là tích là phải bắt ba que, chứ còn mọi vấn đề là em nói cần như về tòa án hiến pháp hiện nay Việt Nam có đầy đủ các tòa án các cấp từ huyện tỉnh rồi tòa án trung ương, không cần phải thành lập tòa án hiến pháp là cái gì.
mà không việc gì cả. Em nói với anh là người dân người ta sẽ rất đồng lòng. Em nói với anh nhá, đấy bóng đá U23 này anh biết đấy, có ai bảo ai đâu. Rồi, rồi Phong Nguyễn cứ thích tham gia hội tham nhũng á thì theo Trịnh Xuân Thanh. Đấy, rồi là vào nhà đá ngồi ở đấy có hội tham nhũng à. Người ta nhốt họ tham nhũng cùng nhau. Cái hội tham nhũng 11 là vào đấy wow. Chống tham nhũng ấy. Wow. Nhà nước mình có nhiều cơ quan ban ngành chống lắm. Tôi nói mong có an ninh kinh tế, có công an kinh tế, có thanh tra chính phủ, có kiểm toán, có nhiều bộ phận. Ông cứ yên tâm, cái gì nó cũng sẽ có và nó sẽ có trong thời gian nó lệch lạc rồi nó lại phải đi vào một quỹ đạo. Còn các ông nếu có yêu đất nước ấy thì ông hãy yêu bằng tình yêu chân chính, hãy yêu bằng người dân gì mà, có mà quyền xây dựng ba que. Đúng không? Không phải là yêu theo cái kiểu ba sạch nhá, chúng mày không tuổi gì. Tao dám khẳng định chúng mày bây giờ nhá. Nếu chạm vào mình xin lỗi phụ lên một tí này. Hiện nay chúng nó đang kêu gọi biểu tình vào nhân dịp ngày 2 tháng 9 này. Báo cho những cái bọn chúng nó biết thì mấy ngày trước ở Bình Thuận đã bắt được những cái bọn coi như là giả danh sư sãi để coi như là kích động giải chuyên đơn, kích động biểu tình. Ở Cần Thơ đã bắt được 16 tên và ở Bình Dương ngày hôm qua đã bắt được 3 tên giả danh cảnh sát cơ động. Nghe chưa? Thì tôi nói với tất cả mọi người này, hiện nay ngay ngày hôm chiều nay Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ thị cho công an thành phố những cái ngày ví dụ ngày nay có đá bóng chẳng hạn, và những cái ngày từ ngày nay đến ngày 2 tháng 9 công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ ra quân để mà ví dụ trấn áp những cái loại tội phạm và những cái kẻ mà sắp tâm âm mưu biểu tình nữa. Cho nên là chúng mày cứ ra đi đấy, thì lực lượng an ninh người ta đã bố giáp hết tất cả rồi, lần này sẽ làm kiên quyết chứ không cái kiểu như là mùng 10 tháng 6 hoặc ngày 11 tháng 6 nữa. Thấy chưa? Thì cảnh báo cho những người dân không đừng có nghe theo những lời dụ ngon dụ ngọt của chúng nó như thế này thì khác, để mà ví dụ dính vào phòng lao lý. Vừa rồi 14 tên trong đó có 2 tên Việt kiều, đúng không? Bị coi như tù, 2 tên Việt kiều bị 14 năm tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử, và 10 tên ở trong nước bị xử từ 5 năm cho đến 10 năm tù. Có những kẻ nào ở bên hải ngoại kêu gào chưa? Có những kẻ nào coi như là coi như là ủng hộ tiền bạc các thứ chưa? Thấy chưa? Hay là coi như mình vi phạm pháp luật Việt Nam thì vào tù. Thấy chưa? Thì những đó tương lai của mình như thế nào, của vợ con anh em nhà mình như thế nào. Cho nên tôi cảnh báo với tất cả những người dân đừng nhẹ dạ nghe theo cái lời chúng nó. Thấy chưa? Chúng nó ở bên kia hải ngoại, chúng nó chỉ có một tí tiền thôi, lần này không có nhiều tiền đâu, chỉ có một tí tiền thôi. Về chúng nó gửi về trong nước thì mấy thằng dâm chủ quậy trong nước chúng nó ăn chặn hết rồi, còn nó chỉ xón cho mấy bà con coi như nhẹ dạ một tí thôi. Bà con sẽ vào trốn lao tù, lúc đấy tương lai của bà con và vợ con của những người đó sẽ như thế nào, đúng không? Đừng bỏ phí tương lai của mình vì những lời có dụ dỗ ngon ngọt của cái bọn mà chống cộng cực đoan và bọn dân chủ quậy nước. Tôi chỉ khuyến cáo bà con thôi. Hiện nay chiều nay, ngay chiều nay Thành ủy Hồ Chí Minh đã một cái, theo tôi thông tin đáng tin cậy, đã một có một cái công văn cho coi như là bên công an Thành phố Hồ Chí Minh làm rất chặt trong cái vụ này. Đấy là tôi chỉ cảnh báo mọi người thôi. Rồi em bổ sung mạnh, không phải là nguyên công an Thành phố Hồ Chí Minh mà Bộ Công an, bởi vì không riêng ở Thành phố Hồ Chí Minh thì mình nói vậy thôi. Rồi. Kể cái chuyện về vấn đề không thể để tái diện một lần nữa ở Bình Thuận cả, mà phương án là bây giờ nếu như xảy ra gì thế phải phương án mạnh luôn. Còn như em nói với anh là chúng nó là dân chủ quá, để cho chúng nó cứ lấn chân. Hai là cái luật an ninh mạng cần phải khẩn trương ra để khóa những cái mõm, những cái thằng như Tân Thái, Benny Trương với mấy cái thằng này vào đấy. Bây giờ Hoàng Tuấn Bạch lại nói xấu Đào Minh Quân đấy, Nguyễn Hữu Tránh lại cũng nói xấu Đào Minh Quân. Nếu xong rồi thì thằng chúng nó đại để cũng đang cắn nhau vì chuyện tiền bạc, thằng nọ thì cứ ganh ghét thằng kia. Cho nên bản chất của ba que là một cái lũ thối nát, một cái lũ nuôi hận thù, mà trong cái đó bản thân nó lẽ ra nó phải biết ngồi xuống, nó biết quay lại xây dựng nguyên, lúc nào nó bảo yêu nước lên một cái nó chửi bậy ngay. Trong đó em nói thằng Trần Thêm đấy,
mày đi mày giải truyền đơn đi, từ giờ đến mùng 29, mùng 49 mày đi ấy đi, mày nghe theo lời chúng nó, mày cầm chai xăng chai sức đi, thấy chưa? Mẹ coi như là mày bảo tao không biết gì, đấy là thông tin mẹ rất chính xác, tao nắm được. Bây giờ tôi nói với tất cả các bạn nhé, cái gì chúng mày nói chung cho mấy cái thằng sống cộng cực đoan với bọn dân chủ quậy trong nước này, cái vụ ở Bình Thuận ấy, tao nói với chúng mày lực lượng an ninh Việt Nam giỏi lắm, lấy tất cả những đó đưa lên trên để cho thế giới biết đấy, những cái bọn mà cực đoan như thế, những người biểu tình chúng nó coi như tấn công cảnh sát như thế đấy, thấy chưa? Lần này nếu mà có hiện tượng đó xảy ra thì sẽ làm quyết liệt, cái kia là cái bài của những cơ quan an ninh Việt Nam thôi, thấy chưa? Chứ còn mà không phải là người ta úi giời ơi, coi như cảnh sát cơ động là phải coi như phải bỏ chạy hoặc là phải coi như là đứng nguyên để nhân dân coi như là có những người đấy nhắm đao đâu. Lần này không có chuyện đấy xảy ra nữa, tất cả nhốt vào nhà đá hết đấy. Bọn này là cũng phải cho nó vào công tơ nơ phơi ra nắng, mẹ cho nó nhớ đời luôn. Em nói mày là không có cái gì để mà nhân nhượng được với giặc cả, với giặc kể cả quan điểm, em nói mày kể cả trên diễn đàn này mình phải có những quan điểm nhất quán đối với giặc, còn với dân thì mình thoải mái đi. Nếu như mà bởi vì xét là xét người Việt Nam mình là cái con người Việt Nam mình bao giờ lấy cái tình cảm ra để chinh phục, đúng, kể cả đó là kẻ thù, nhưng nếu nó không nghe thì mình phải cương quyết, đúng, đến một giới hạn nào đó là mình không thể chấp nhận được, chắc chắn rồi đấy em. Rồi. Nói với anh thế, cho nên là vấn đề nằm ở chỗ là anh em mình bây giờ có một cái vấn đề nữa, nó tạo nên đích giả. Nếu nó vào chẳng hạn như Bằng Nguyễn thì gọi luôn anh Bằng lên nói chuyện như em lên này, đúng anh Bằng không, anh không, chỉ có cách đấy thôi. Còn nếu nó không lên coi như là lích giả, hoặc anh hoặc là gọi Maxinger đi, Maxinger một số anh đấy. Em thân thiết thì có điện thoại đấy, gọi đi xác minh. Vâng. Chứ thật sự bây giờ đang tự nhiên cái lích giả đấy ông không biết là cái gì cả, ông tương ngay trên mạng, ông bảo ôi ông Bằng ông đi ông ấy tuyên truyền giả, cái ông đấy bảo để mình tuyên truyền cái việc đó để anh em có nhất quán trong vấn đề xác đúng. Minh giả hay là thật, giả thật anh không, chẳng hạn như em lên này gọi lên luôn anh hiểu không, nào không lên thì chứng tỏ là ông vớ vẩn rồi. Đấy. Không với không với này, thứ hai nữa, riêng trường của anh ấy thì anh có những buổi live stream như thế này, mà tất cả những cái live stream anh thì anh vẫn cứ để đấy, thì nó ở trang của anh, như mọi người à, ví dụ vào thì kiểm tra trang cá nhân thì đừng thấy những cái à ở trang cá nhân có mấy hình ảnh của ông Bằng, nó bảo à đấy là ông Bằng rồi, ông phải xem ở đấy có những live stream của tôi hay không, đấy à, thì không xác định được ngay cái thời điểm lập cái nick ấy là bao lâu anh đúng không? Và em này em đích thật của em luôn, em dùng luôn mà em không bao giờ phải giả, việc gì mình phải giả, đúng, việc gì phải giả nào. Con người mình sống thật, em nói với anh như không bao giờ mình sợ cái gì giả cả, còn mình cứ sống thẳng thì mình phải chịu trách nhiệm, còn mình làm việc gì thì mình phải chịu trách nhiệm trước dư luận, trước pháp luật, trước mọi vấn đề. À, không có vấn đề gì cả, mình phải sợ cả mà phải giả cả anh không, việc gì phải giả, chỉ có lũ ba que nó mới dám giả, nó mới không dám sự thật thôi. Đúng rồi, Nguyễn Văn Ngọc nó đúng, thì mình nói vừa rồi là mình nói mấy tỉnh thôi. Đấy, ví dụ như ở Bình Thuận với lại ở Cần Thơ với lại ở Bình Dương thì hôm qua là bắt được 3 tên giả cảnh sát cơ động. Đấy, chứ còn từ ngày xưa giờ có khả năng cái thông tin mà Nguyễn Văn Ngọc đưa ra là cũng chính xác là gần 100 tên rồi. Đấy, thì từ giờ đến mùng 4 tháng 9 những kẻ nào mà cứ gọi là ngu si đần độn mà nghe theo cái lời của mấy cái thằng chống cộng cực đoan ấy hoặc cái dân chủ quậy trong nước này này thì nói chung là cái cửa tù mở rộng lắm, lần này thì mở rất rộng. Đấy. Nói chung là phải cho chúng nó vào đấy anh ạ. Và điều tra làm rõ cứ chưa cần phải xử vội, cứ phải điều tra làm rõ đó, cho nó tạm giam, cho lên Phủ Đức gà em này thì nó chết luôn, cứ vào K3 ra K4 luôn cho nó nhớ đời luôn. Rồi anh thấy Linh Hoàng chờ em một tí. Rồi anh cho các anh lên đi, còn có gì em lại xin lên sau. Rồi anh ok à. Rồi xin cảm ơn rồi. Phụng lên. Rồi, okay, rồi. Em chào anh và anh em.